Mới đây, Cao Thái Hà đã chia sẻ loạt ảnh hậu trường phim Bão Ngầm. Có thể thấy, nữ diễn viên diện nhiều loại trang phục khác nhau. Thế nhưng ở tất cả các bức ảnh, visual của cô nàng trông đều cực kỳ tươi tắn, xinh đẹp. Trong phim Bão Ngầm, Hạ Lam là một thiếu úy cảnh sát xinh đẹp và sở hữu cá tính kiên cường, mạnh mẽ. Chính vì thế, đạo diễn Đinh Thái Thụy đã chọn mặt gửi vàng nơi Cao Thái Hà. Tính đến thời điểm hiện tại, Hạ Lam đang tạo ra một cuộc chiến tình yêu vô cùng gay cấn. Cô là người mà Hải Triều, Hà Việt Dũng yêu say đắm. Thế nhưng trong quá trình tiếp cận Hùng, em trai ông trùm Quách Đại Đức, cả hai cũng nảy sinh tình cảm với nhau. Đáng chú ý, nhân vật Hải Yến cũng yêu Hải Triều. Rõ ràng, Bão Ngầm đang thu hút khán giả chẳng những bằng những diễn biến phá án, mà còn bằng đại chiến tình yêu. Mời các bạn đón xem Bão Ngầm tiếp tục lên sóng VTV một tối thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.